Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Cần Vlog ẩm thực. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và đừng quên là vào nhớ xem đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu một món lẩu siêu cay cấp độ 3 nha các bạn. Nguyên liệu gồm có rau, đây là những thứ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho quay cho các bạn xem những thứ mình đã chuẩn bị để nấu món lẩu siêu cay này. Đây, cải ớt, đây là cải ớt siêu cay nha các bạn. Chỉ có bỏ một thìa thôi nó là cay từ xẻ hết cả miếng đấy. Đây, bây giờ bắt đầu mình nấu luôn nha các bạn. Cho mở vào. Đây, cái này cũng cực kỳ gì nấu nha các bạn. Còn mình đi mua sả nhưng mà nó không có. Cả ba cái siêu thị mà có cây sả nào. Nhưng mà phải dùng có cái hành đó. Thế mình để dưới quán. Thôi, để quán thì còn đúng. Quán thì ít nữa. Dịch cho nên sả nó khan hiếm. Có phủ với sả nhiều. Sả nhiều cho nên khan hiếm các bạn. Siêu cay các bạn. Hôm nay con em nghỉ ở nhà nấu cho con em thưởng thức tăng cân trong trong một lẩu siêu cay. Đây là lâu lắm không được cái món lẩu kiểu mắng khủng lắm. Không được các bạn ơi. Ôi cặp bạn ơi. Giờ khi mình đã phi vang nha các bạn, mình cho ớt vào, ớt bột vào. Cái này là mình nấu là mình bỏ cả tất cả gia vị vào luôn, đường đồ mình bỏ vào một lần xong cho nước vào nhau lăn lên thử nha các bạn, cà chua nha các bạn. Mắm cho vào luôn để cho nó ngập khi gia vị ngập cái tỏi cái hành ăn cái thơm. Đây là cái này là siêu cay các bạn. Ăn gọi là siêu cay tập 3 bình 3 luôn. Ăn thì xẻ nong luôn. Ăn đi bình nhanh. Ngọt trong ngọt đường bỏ vào thì tính các bạn. Giờ là chỉ có bỏ nước vào nữa là xong. Nước vào này là mình ngồi chơi đúng. Thì mình bỏ hải sản vào là nó lược là sẽ ngọt rồi. Đấy, vừa đẹp luôn. Con đường này các bạn. Bỏ một tí đường vào cho nó có độ thanh. Các bạn nhìn cái này được siêu cay nhá. Để chắc chưa nhỉ. Sau một thời gian chờ đợi, nước đã được nha các bạn. Đã sôi giống nồi nước súp của mình. Nước súp quá. Nghe mùi cay siêu nồng cay rồi các bạn ơi. Ăn vào nói chung là cay cũng không cay mấy đâu, cay bình thường thôi. Nói chung ăn vào là chấm rau, nhúm rau vào là sẽ xịt xịt rồi. Đấy. Rau mình mua có rau cải, rau cần, nấm, bắp cải. Cái quán này nó được trưng ở loài rau, mình mua trưng ở loài rau các bạn. Còn hải sản thì có chả cá, với tôm, phao, với nghêu, tục, mực. Bên này cũng chả cá thì cái này ăn ngon của Nhật mình ăn ngon các bạn, ăn được. Nuôi nước súp của mình với là tới điểm ở đây, chứ là chỉ có thả thịt thả tôm vào là quốc thức các bạn xem thì hãy nhớ like subscribe đăng ký cho mình nhá. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, rau
của mình là sôi sục sục. Thời gian là được lẩu của mình là chín nha các bạn. Giờ mình thổi thêm bàn nha các bạn. Giờ mình sẽ bỏ đồ vào nha các bạn. Bỏ hàu tôm, mực, bỏ một thứ một ít vào để lấy cái nước cho nó ngọt nha các bạn. Phải sạt vào cho hàu này. Chả cá. Đây. Giờ cho sôi nó lần dùng ra vào. Cái điện thoại mình rực vô đấy kỹ thì đẹp lắm. Rồi. Chờ cái uống thì mình làm hơn bia đấy các bạn. Hôm nay có 10 bàn VT3 đi. Mình có mời thêm 2-3 bạn nữa các bạn. Người bạn sinh năm 1985. Bạn này 18 tuổi các bạn. Để trên cái áo. Bà Suy 18 tuổi. Bà Suy. Người mà lại. Bà Suy chỉ là phố. Mà mấy hiểu là phố à, chưa có vợ. Chưa có vợ. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ với cần vlog ẩm thực nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Hôm nay thì đối với girlfriend, no nhà, girlfriend. Có xe mà nguyên cái là chưa có vợ thôi. Mà chị ạ, hay mấy hiểu là có hay hiểu cú trừ, hay hiểu sơ, hay hiểu cú trừ, mấy hiểu là có Mấy hiểu xén chồng mấy xén là lần trăm nhau là hồi. Mấy chàng mấy hiểu xén là lần trăm nhau là. Chơi xôi mà chơi mà hèn xôi được mà thử cho các bạn. That cho những người bên em surprise very good very good đây bây giờ mình sẽ test được cái này các bạn. Cái này của chả cá đây. Xin mời các bạn thưởng thức cùng mình nha. Thử lẩu cũng ngon nha các bạn. Vị thơm và cay cực kỳ ngon đó các bạn. Mấy bạn bên này cũng chưa được tự nhiên như lắm. Tại vì lần đầu tiếp xúc với cần vlog cho nên cũng khá là bền. À, sức khá là bền mà, very good. Nay mình tủ tay nấu một siêu cay thì cho các bạn bên này thưởng thức. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tôi tổng nhiều. Cố. Ngon mà hấp dẫn. Thằng ấy yêu nào ngồi rồi nhớ. Ấy yêu nước quay à? Chưa. Ok, slow. Bạn ăn slow. Mà bạn slow. Nè, tôi chuẩn sao bạn? Làm biển giống kia. Hả? Tôi sao tôi nhìn sáng tóc. Thằng làm biển. Hả? Làm biển. Ừ. Anh nhớ ơi. Anh nhỏ. Nóng. Giờ đến lượt mình quay nha các bạn. Người lẩu đã 90. Thế cái bạn mới vào bạn ăn thử lẩu với thử coi vừa ăn không các bạn. Bạn cho ý kiến coi. Còn cái bạn này mới vào mà chưa nói gì hết mới được ăn thôi. học sư chèm mà nice cái liu hay số mấy hay số ấy chồng teo à bữa nay yên thảo vua
nồi lẩu sườn cay rất là ngon nha mọi người. Mọi người nhớ xem ủng hộ nha các bạn. Thế nhớ tí chú. Ừ. Xin đã. Cầm rồi anh để cái này. Học sức bảo liều hát hay học sạc á. Hát sạc á, ở đây đi. Đem sạc ra đây đi. Giờ mình cùng quay để trước đấy nha các bạn. Cho các bạn này được ăn tự nhiên. Để mà quay video các bạn ăn không được tự nhiên. Giờ mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Một ngày làm việc thật vui vẻ. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đây là cây sữa mam nếu ăn xong. Lắm phổi.